Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình bình luận diễn biến chiến sự trên bản đồ Hôm nay là ngày thứ 5, 27 tháng 4, ngày thứ 427 cuộc chiến Nga-Ukraine Phần bình luận bản tin mời các bạn xem video vào buổi trưa Còn đây là những diễn biến trên chiến trường Chúng ta sẽ đến với chiến trường Bakhmut Lại một ngày khó tin quý vị ạ Không thể tin nổi Đây, quý vị nhìn vào bản đồ nhé Bản đồ này là bản đồ trung lập này lấy bản đồ trung lập đi để cho anh em thân Ukraine cảm thấy náy đúng không ạ? Đây là gọi là đây gọi là pháo đài cuối cùng của Ukraine đây. Đấy, và những gì hôm qua mà chúng tôi gọi là là liều đưa ra ấy, thì nó trở thành sự thật các bạn ạ. Đấy, đấy. Đây, Nga đã tiến tới đây từ hôm qua. Đây, các bạn nhớ hôm qua nếu như không có cái phần hôm qua thì chỉ tới đây thôi nhá. Còn như vậy hôm nay đã tới đây rồi đấy toàn bộ khu vực này ở ngày hôm đây à, chỗ này thì các bạn thấy hôm qua đây đúng không ạ đấy lên đến đây như vậy là phía trên toàn bộ phần này phía trên này cũng thế cả một cái phần đây đấy tổng vận kết như vậy là gì để quay lại nhìn vào một cái ngày liên quan đến bản đồ thì uh, gần như là một ngày thì nga tiến quân khủng khiếp nhất trong tất cả các ngày Đây, các bạn nhìn lại nhé đúng không ạ đúng với cái vạch hôm qua không ạ đấy khủng khiếp đúng không ạ đấy, như vậy là toàn bộ khu vực uh, mới này đây, chúng ta có thể so với cũ này toàn bộ khu mới nhá ra tận đây rồi vừa mới xong đấy, như vậy là toàn bộ cái khu giao thoa của hai đường kẻ này chính là điểm mà hôm uh, qua nga đã chiếm được đây các bạn có thể thấy là cái điểm quan trọng nhất là gì họ đã vượt qua được toàn bộ cái khu doanh trại có cái cái chiến hào quan trọng công sự kiên cố của Ukraine ở đây đúng không ạ ở phía khu định cư phía bắc thì cũng đã tiến thêm một cái khối lượng lớn nhất ở phía bắc Đấy, ở khu phía trên này mặc dù là cái cái mũi tiến công của họ ra chỗ phần còn lại Kromov này thì bị khựng lại ở đây Ukraine đang tổ chức để phòng ngự giao tranh nga quyết liệt ở chỗ này Đấy. và về mặt chiến thuật ấy thì mũi này chính là mũi quan trọng nhất này bạn này Đấy. chính cái mũi này đã giúp cho cho quân nga cho quân wagner bây giờ tiến sát vào cái tòa nhà ở đây rồi và tôi thấy họ tiến sát vào như này à, với một cái mục đích như chúng tôi như chúng ta thường quan sát đấy đúng không ạ là bằng mọi giá chấp nhận thiệt hại làm sao chiếm được ít nhất một ngôi nhà cao tầng đấy. bây giờ hôm nay thì không biết là đến từ giờ đến tối thì có chiếm thêm cái gì hay không nhưng mà nếu họ chiếm một ngôi nhà cao tầng ấy mà nga họ cố thủ được ấy thì dần dần là tất cả những ngôi nhà bên cạnh là họ sẽ dễ đánh toang rồi Đấy, còn cái điểm mấu chốt là là phải làm sao chiếm được một cái đầu tiên Đấy, và tôi thấy là hôm qua là họ đã tiến rất là thần tốc đúng không ạ đến sát cái tòa nhà này rồi không ngờ thực sự là không ngờ không ngờ là họ có thể vượt qua được cả cái khu công sự pháo đài kiên cố ở phía ngoài này một cách nó nhanh chóng như thế ở đây tôi thấy cảm giác như là là quân ukraine rút lui thì thì đúng hơn đúng không ạ bởi vì chúng ta không nắm được tình hình thương vong ở trong bác mút còn bác mút thì bên Wagner họ phụ trách mà cho nên là chúng ta không nắm được cái tình hình của họ Đấy, cho nên là chúng ta không biết được còn nếu mà chúng ta có tình hình về thương vong ấy thì chúng ta sẽ biết ngay là đó là rút lui hay là là đánh nhau Đây. các mũi tiến công của nga ngày hôm qua vì hôm qua là tôi đã chót đưa cái tin này rồi và nó lại trở thành sự thật cho nên là hôm nay nó bất hào hứng đi rồi đúng không ạ nhưng rõ ràng là đến hôm qua thì tôi chỉ đưa được cái đoạn này thôi Đấy, nhưng mà hôm nay thì đã thêm cả một cái phần To đùng ở phía phía trên nữa rồi. Đấy, và vượt qua rất nhiều cái khu này. Và như vậy là toàn bộ uh, khu phía đông bắc này. Gần như là phía đông đông bắc này. Đấy, rồi là toàn bộ khu phía gần như phía đông. Phía đông nam. Đúng không ạ? Đã áp sát vào cái tòa nhà chính. Cái khu chính của Ukraine. Đấy. Tuy nhiên thì tôi thấy một điều là theo như phía Nga họ nói. ấy Là bảo là họ đã cắt hoàn toàn tiếp tế. Nhưng mà tôi nghĩ um, thực tế như này thì họ chỉ kiểm soát hỏa lực tới các điểm tiếp tế thôi chứ còn không phải cắt hoàn toàn. Quan trọng nhất là Ukraine vẫn giữ được cái chiến tuyến của họ ở đây mà. Đấy, chiến tuyến của họ có thể nói là bây giờ nó đang ở cái cái mức ngang phẳng như này. Rất khó để có thể vào được cái chiến tuyến này. Kể cả phía trên cũng như thế. Các bạn có thể thấy là mặc dù ở vào cái lợi, cái thế như ở trên là rất rất dễ cho Nga để tiến vào. Nhưng mà Ukraine họ phòng thủ từ cái khu này trở ra. Đấy, bây giờ phía trên họ lại đẩy bớt Nga ra một đoạn ở phía trên này nữa. Như vậy là cái chiến tuyến phía trên là là rất khó. Đúng không ạ? Đấy, họ dựa vào những cái địa hình công sự họ dọc cái chuyến này và dọc theo cái khu định cư ở trên nó cứ dọc theo một con dọc con đường như này thì bắt buộc là nga phải phải lùa theo cách này được đúng không ạ nhưng mà họ không lùa được theo hướng đấy bởi vì cái sườn bên dưới thì ukraine đã đã án ngữ mất rồi đấy, ở hướng này rồi cho nên là nga phía trên chỉ còn một hướng thôi và phía dưới họ cũng đang tắc ở dưới đúng không ạ không thể nào mở ra hướng ở dưới cho nên kiểu gì thì kiểu, ấy, muốn mà trông thì nó rất là nguy kịch, nhưng mà muốn dụng nhanh ấy, thì chỉ có cách là họ phải đánh toang được cái khu này thôi, đấy, toang được đúng cái ngã tư các bạn nhìn này, ngã tư này thôi. đấy là ngoài ra, à, bây giờ thì họ có thể kiểm soát hỏa lực tới phần này, nhưng mà nó không phải là là, là 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 mang tính chất là kiểm soát hoàn toàn, đúng không ạ? nếu như mà người ta đi đi lén lút thì vẫn đi thoải mái. thế còn ở đây thì rõ ràng ở đây này chúng ta cũng nhìn thấy là đây còn có con đường này. Đấy, có con đường của Ukraine vẫn có thể đi được mặc dù nó trong tầm trong tầm đạn nhá nhưng mà nó vẫn có thể đi được Đấy, rồi nó đi ra đây đi ra đây Đấy, cho nên là nó chưa hoàn toàn cắt theo như là bên nga nói hôm qua thì họ nói là đã cắt toàn bộ các tuyến tiếp tế vào thành phố thực ra nếu cắt thì có nghĩa rằng nó chỉ sụp trong vòng vài ngày thôi Đấy, nhưng mà rõ ràng như này thì không phải là hoàn toàn mà có thể là lên tới hôm trước là 70 ở uh, 60 thì bây giờ có thể lên tới 80% là cắt tiếp tế đúng không ạ theo như hôm qua ấy, thì uh, trong bác mút bên Ukraine họ chỉ còn chiếm khoảng 7,3% thôi. 7,3% có nghĩa là thấp hơn 3% so với một tuần trước. Đúng không ạ? Thấp hơn uh, 3% so với đầu tuần này. Đấy, và như vậy là uh, khoảng 7,4% vùng xám nữa. Và như vậy là Nga chiếm khoảng độ 85% thành phố rồi. Thực ra cái chuyện mà nó là con số bao nhiêu nó không quan trọng quan trọng nhất chúng ta nhìn thấy nó còn cái lõi ở giữa đấy cái lõi ở giữa này nó còn thì cái những con số trên nó không có ý nghĩa gì nữa kể cả đến là mà thực ra bây giờ không thể nào ít hơn được bây giờ nó chỉ có ít hơn thì ớt chỗ này thì nó không ý nghĩa thôi chứ còn nếu nó xuống đây thì lúc đấy là hoàn toàn ukraine mới gọi là bị là là phải sợ thực sự này đúng không ạ nếu mất ở cả cái khu cánh trái này thì chắc chắn là là không còn tí gì tiếp tế nữa là chết này đấy còn nếu như họ vẫn còn duy trì được cái cái khu phòng phòng ngự của họ ở cái khu cái, cái 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 con sông nhỏ cách ra đây và họ giữ được cái chiến tuyến ở phía bắc đấy, vẫn, họ vẫn tạo được một cái trận địa mà đúng không ạ thế như vậy là với cái những cái diễn biến như này thì tôi nghĩ rằng là Nga chắc chắn sẽ phải quay lại để mà tấn công ở khu phía Nam. Có nghĩa rằng bây giờ họ đã chiếm được cái phía trên này rồi thì rất thuận lợi đúng không ạ? Để mà mở cái cánh xuống tiếp theo một cái mũi xuống tấn công ở phía Nam. Đấy, đằng sau thì họ có thể đánh ra đằng sau này và tấn công bằng các cái mũi từ trên xuống. Đấy. Bây giờ họ phải quan tâm tới cái cánh rừng này rồi, đúng không ạ? Cánh rừng này từ rất lâu đã không vượt qua được, Đấy, cho nên chắc chắn là vụ này. Đấy, hôm qua thì nga bắt đầu tấn công mạnh vào trong thị trấn Ivaneska. đặc biệt là họ tìm diệt các cái cái khu căn cứ của những cái đơn vị mà đóng quân ở trong thành này. Đấy, và họ đã tiêu diệt được rất nhiều những cái 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 uh, kho tiếp tế của mấy cái đơn vị đóng trong thành và các bạn cứ để ý nhá khi nào mà nga mà tấn công vào một số những kho tiếp tế ấy, mà nó liên quan tới những cái đơn vị đóng quân ở gần đấy ấy, thì chắc chắn sau đấy họ sẽ tấn công vào những cái đơn vị đấy, đấy và thường là những đơn vị đấy sẽ sụp đấy, nếu như mà anh em nào mà thực sự trong quân đội ấy, thì hiểu cái điều đấy là cái điều rất quan trọng mà thường người ta thường theo dõi cái vấn đề đấy còn nếu mà anh em nào chỉ quan tâm đến chiến trận thì thường là nhìn thấy đường biên đúng không ạ? Mũi tấn công đường biên. À, còn và anh em nào thích vũ khí thì chỉ nhìn thấy loại vũ khí bay là sướng rồi. Nổ nước các thứ nhưng thực sự người trong trận mạc ấy thì người ta rất quan tâm với một vị tướng người ta rất quan tâm là cái tuyến tiếp tế của quân địch ở đâu, cái đội quân nào đang đánh chúng ta, chúng ta định đánh quân nào và cái cái nguồn dự trữ của nó, rồi là quân tiếp tế của nó, rồi xăng dầu các thứ mỗi đơn vị nó có riêng mà. Đấy, cho nên là phải tìm xử xử lý được cái đấy thì thì mới đánh thì nó mới dễ thua tức là nó mất sức chiến đấu mà chứ còn nếu mà để nó còn giữ được cái đấy thì thì là rất khó thì là không có lợi thế đúng không ạ như vậy là rõ ràng là ở trong thành phố Bakhmut ngày hôm qua Ukraine đã à, để mất rất nhiều thêm chiến tuyến thậm chí cả những chiến tuyến quan trọng đúng không ạ và nhìn như thế này chúng ta có thể thấy là à, nga đang chuẩn bị tiến công à, tức là họ cảm giác như bây giờ họ đã gần lấy được Bakhmut rồi đấy Đúng ạ? Cho nên họ đã bắt đầu tiến công vào Ivaneska. Nếu mà mất bác mút thì chắc chắn là Ivaneska sẽ mất rất nhanh bởi vì nó không còn bọc sườn được nữa. Nó hở sườn. Đấy, và thứ hai là Ukraine cũng không còn nhu cầu nữa. Đúng không ạ? Họ sẽ phải bỏ Ivaneska và họ sẽ phải quay trở về để giữ chiến tuyến ở dọc bờ sông này. Đấy, giữ đến Chasipja ở vùng này. Và với cái việc mà ở phía trên ấy, cái khu vực uh, làng Kronvove nó vẫn giữ được như này ấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là Ukraine vẫn còn hy vọng Đấy, về hôm qua thì họ tăng cường thêm quân rất nhiều ở đây và họ chiếm đẩy xa Nga ra được một tí ở khu vực này. Như vậy rõ ràng là gì, họ vẫn có ý đồ bảo vệ cái sườn của Kholmov, đúng không ạ? Trước cái tấn công dồn dập từ hai phía của Nga ở trên xuống. Bây giờ nếu họ bảo vệ như này thì Nga chỉ còn được một phía thôi. Nếu một phía tấn công thì rất là bất lợi, đúng không ạ? Gần như không có không có khả năng tiến công vào thành, nhất là thành nó lại dọc, nó lại bố trí dọc theo bờ sông. Đấy, cái thành này nó rất oai oăm nó theo đường dọc. Cho nên là cái việc đấy rất khó. Như vậy là ở phía này thì buộc Nga phải trông cậy vào cái mũi tấn công theo kiểu là một đường đúng không ạ? Hai bên đều theo kiểu một đường. Cũng rất là khó ăn. Thực sự là rất khó ăn nếu như chỉ tấn công như thế. Còn các cái cánh phía dưới thì chúng ta thấy là tại sao ông Wagner họ thành công rất nhanh là bởi vì họ đều tìm được các cái các cái sườn đúng không ạ? Các cái sườn của đội quân. Trừ khi bây giờ vào lõi rồi thì bắt đầu mới khó. Đấy, chứ còn là các cái hướng khác thì họ đã làm rất nhanh. Thì với cái diễn biến như này thì chúng ta lại có thể chờ đợi là bây giờ họ lại có thêm cái bọc sườn nữa rồi thì như vậy chắc chắn là đợt tới là là trong thời gian ngắn tới chắc chắn nga sẽ tiến công tiến công vào khu vực này đấy, nếu như mà họ cảm thấy bế tắc không ăn được phía trên đấy thì bây giờ họ lại có thuận lợi đánh vào khu này nếu đánh vào khu này rồi thì họ sẽ hoàn toàn chặn được ra cái thị trấn này đấy, khóa thị trấn này ở đây và quân của họ sẽ tiến vào đằng sau đúng không ạ tiến vào đằng sau để mà vua hồi cái vùng Chromo hoặc thậm chí là bao vây từ đằng sau đối với lại chính cái khu vực giữa của Ukraine. Trong thành thì buổi sáng chúng tôi cũng show một số những video đấy, về việc Nga tiếp tục bỏ rất nhiều loại bom to vào cái khu công sự cuối cùng của Ukraine ở đây. Đấy, ở trong giữa này. Toàn nhà tầng cao tầng thôi. Toàn nhà cao tầng rất kiên cố. Đấy, quay zoom vào chúng ta nhìn đấy đúng không ạ? Rất rộng chứ không phải đơn giản đâu nhá. Bệnh viện này. Đấy, còn phía trên thì chúng ta xem họ đánh nhau mãi là vì sao mà không qua được cái khu vực này. Trên này nó là gì? Nhà hàng, bưu điện. Đây, bưu điện đây. Đây, khu này có một vài tòa nhà cao tầng. Đúng rồi. Tôi nghĩ rằng đây chính là cái điểm mấu chốt là tại sao mà mà Nga không thể vượt qua được. Rất nhiều nhà cao tầng phía trên nữa. Nhà này thì nó bé hơn, nó khoảng 5 tầng. Như vậy là đây chính là cái tuyến khó, đúng không ạ? Đấy, và Nga không có tiến công nhiều hướng được vào cái chỗ này. Cho nên họ đã chậm lại khu trên thì cũng thế, khu trên thì nó chỉ là một cái làng thôi, nhưng mà nó lại có toàn bộ cái tuyến đường của nó làng nó xây dọc theo một cái cái hướng dọc này, phía dưới thì là cái dòng sông. Như vậy là rất bất lợi cho quân tấn công. Đấy, bên cạnh thì quân Ukraina đã bọc được tất cả những cái sườn cạnh chạy dọc theo cái quốc lộ ở phía dưới này rồi. Cho nên là khó đúng không ạ? Như vậy là à, về mặt chúng ta chỉ phân tích về mặt tự nhiên thôi, về mặt khách quan thôi. Có nghĩa là nó khó hơn những cái chiến trận khác. Đấy rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là một cái thị trấn nó chạy dọc theo con đường mà nó đào công sự theo hướng dọc như thế thì rất khó để mà 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 xử, xử lý được thứ hai là dòng sông chạy giữa để ngăn cách Đấy, và bên này của thị trấn thì là khu đô thị đúng không ạ khu đô thị có cả nhà cao tầng như vậy là rất khó đối với bên phòng thủ trừ khi nào nga có thể giải quyết được toàn bộ cái tuyến công sự của ukraine ở hướng này Đấy, nhưng mà tôi thấy là những ngày gần đây thì ukraine họ dồn rất nhiều uh, nguồn lực quay trở lại để giữ toàn bộ cái chiến tuyến ở phía trên. Như như này thì bây giờ họ chắc chắn là cái công sự dọc theo cái khu rừng này. Đây, khu rừng này chắc chắn là dày đặc rồi. Và nếu như họ dày đặc như này thì rất khó để cho Nga có thể tiến vào, đúng không ạ? Tiến công vào một cái tam giác như này nó gần như là một cái cuộc tấn công khó nhất rồi. Đấy lại còn bờ sông vân vân nữa. Chúng ta thấy là đi từ hướng nào vào cũng đều rất khó. Các bạn tưởng tượng đúng không ạ? Rất khó luôn. Không có hướng nào để có thể vào một cách dễ dàng được mà rất là 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 khắc tinh đối với cái cách tiến quân của Wagner từ ngày xưa đến giờ. À, tuy nhiên là đấy là chúng ta phân tích những khách quan nhá. chứ còn chúng ta cũng không biết được tình hình trên đấy như thế nào, có thể họ có những cái phương pháp gì đấy đúng không ạ? Đặc công mà. Còn ở cánh phía dưới thì chúng ta cũng nói nhiều rồi đúng không ạ? Từ rất lâu, rất rất lâu rồi. Nga đã có lần chiếm được đây mấy cái tòa nhà này rồi. Đấy mỗi một cái khu này thôi 1 2 3 4 5 6 Thực ra nó là một khu liên hợp đúng không ạ? Đấy mà cuối cùng bị Ukraine chiếm lại và từ từ đấy giờ Nga không thể tiến thêm được cái góc này. Đấy rất đáng tiếc cho cái góc dưới này của Nga. Đấy và nhưng mà bây giờ tôi thấy là rõ ràng là họ có cơ hội để đánh từ phía trên xuống đó, đúng không ạ? Đánh từ phía trên xuống thì hoàn toàn có khả năng khả năng cao hơn. Đấy chứ còn chưa chắc đã phải là hoàn toàn khả năng. Nhưng mà rõ ràng bây giờ nếu họ ưu tiên ở phía trên này đấy thì bây giờ buộc Nga phải tấn công để xử lý được toàn bộ cái khu kho kho này và cái cánh rừng này đúng không ạ? khi mà họ tiến vào đây các mũi quân phải, phải ghim được kiểm soát được cái quân uh, của ukraine ở hướng này đúng không ạ sau đó tấn công vào cái khu này từ thứ nhất một hướng thứ ba hai hướng và một hướng từ phía trên họ vừa chiếm được nữa Đấy, thì như vậy là họ hoàn toàn có cái cơ hội cao hơn để mà chiếm được khu này, khu trên này, ở khu dưới này. Mặc dù là cái khu dưới này cái, thì cái cái phòng ngự của nó còn kinh khủng hơn phía trên, nhưng mà về mặt chiến thuật mà nói, nhìn chiến thuật trận địa ấy, thì nhìn nó ngon ăn hơn, đúng không ạ? và chắc chắn là sẽ có thương vong lớn rồi. Chúng ta ra ngoài thành phố một tí trước khi uh, chốt lại các vấn đề liên quan tới Bắc Mút chúng ta quay sang một cái bản đồ của Ukraine đi. Hôm qua thì theo phía Ukraine họ cũng thông báo phía Nga tấn công rất nhiều mũi ở hướng đây và hôm qua là một ngày họ lại tấn công mạnh trở lại đây, vào làng phía cái làng mà nó bọc sườn cho cái cái cánh đây có cái cung đường này đấy. đấy. Làng ở à đây xin lỗi đây. Nó bọc sườn cho cái cung đường ở đây đúng không ạ, đợi nga đang tấn công mạnh vào đây, giao tranh ác liệt ở đây, một mũi tấn công còn vượt của nga còn vượt sang bờ sông, tấn công sang bên kia, bên cái làng ở phía bên sông, giao tranh ác liệt ở khu này, trong đó có phía nga họ nói là chỉ trong 40 phút mà loại khỏi vòng chiến đấu 50 lính ukraine ở cái làng này, cái làng này giao tranh từ rất rất lâu rồi, Đấy, và bây giờ đang chia nửa chiến tuyến giao tranh ở đây, và quân nga tiếp tục tiến về phía slovian ở hướng này. Đấy, như vậy chúng ta thấy ở phía trên này chúng ta thấy là uh, Nga tiến được một đoạn rất xa, đúng không ạ? Cái cánh rừng mà từ lâu không vượt qua đấy, thì có thể hôm qua các bạn có thể nhìn, nhìn thấy nó đoạn như này. Đấy, và nếu Nga mà tiến được cái đoạn như trên này nhá, cùng với lại những cái tiến bộ trong thời gian phía dưới ấy, thì bây giờ bạn nhìn đấy, là rất lâu chúng ta không để ý tới cánh ngoài, đúng không ạ? Cánh ngoài thì bây giờ, cánh ngoài bây giờ nó đã định hình một cái trên tuyến như này rồi. Đấy, từ rất lâu chúng ta không để ý trước cái đây nó chỉ như này thôi. Nhưng bây giờ thì họ tiến ra đây như này thì chắc chắn là họ sẽ uy hiếp vào những cái cái thành còn lại ở phía dưới dọc bờ sông này, đúng không ạ? Rất nguy cấp cho Ukraine. Nếu mà họ uy hiếp như này rồi họ tấn công vào Ivaneska, họ buộc nga ở Ukraine phải rút khỏi Ivaneska, thì trở về cái chiến tuyến ở đây, thì như vậy rõ ràng là họ sẽ tạo được một cái gọng kìm, đúng không ạ? Thép một cái gọng kìm kép ở đây. Đấy, và như vậy rõ ràng là Ukraine không thể trốn được khỏi cái vòng cái cái cái, cái bắc này nữa rồi. Và nếu như xong bắc Mút thì chắc chắn là cái chiến trường tiếp theo nó sẽ là Chasipja. Và à, đồng thời là quân Nga cũng thiết lập được một cái chiến tuyến phòng ngự dọc bờ sông trong trường hợp mà Ukraine có thể tiến hành cuộc tổng phản công. À, như vậy nếu như trong vòng khoảng độ 10 ngày nữa đi. Các bạn thì nghĩ rằng là còn 3 ngày nữa thôi. Thì tôi nghĩ là rất khó để bác Mút nó sụp. Thực sự như thế phải thừa nhận một điều như thế. Và như thế là tôi... Tôi tôi hôm trước là tôi nói là sau mùng 1 30 tháng 4 đúng không ạ? Sau 30 tháng 4, còn nhiều rất nhiều người chọn trước 30 tháng 4, hình như là 80% hay sao ấy. Và cơ bản là các bạn thua rồi. Đấy, thế thì uh, chắc chắn là là cái bác mút này nó sẽ trụ được 3 ngày. Đấy, chắc chắn là 3 ngày và nếu như sau 3 ngày thì nó sẽ có thể là tồn tại được khoảng độ trong vòng 7 ngày, đúng không ạ? Tức là khoảng 10 ngày nữa. Thôi mình cứ đoán như thế cho làm sao mà biết được cụ thể nó như nào, tình hình trên chiến địa nó khác lắm bạn ạ. Thậm chí là cái thông tin mà chúng tôi vừa nói bây giờ có thể nó còn không còn cập nhật nữa mà. Bởi vì làm gì có ai đứng ở đấy được phép nhìn chiến trận từ trên cao xong rồi ngồi gọi cho mình, kể cho mình nghe đâu. Không ai được phép làm như thế. Toàn bộ những phóng viên ấy họ phải là tại chiến trường họ không có thiết bị liên lạc, không được phép liên lạc. Họ phải về nơi nghỉ ngơi, sau đó họ phải tung những cái thông tin mà mà có lợi cho bên của họ. Đấy, và được kiểm duyệt vân vân những thông tin này thì nó thường là nó nó chỉ là một số người họ bằng cách này cách kia họ tuồn ra được thôi như hôm qua ấy, họ tuồn ra một cái, cái dạng như kiểu một tờ giấy ấy, đúng không ạ Đấy, và hôm nay thì nó trở thành sự thật rồi như vậy có thể nói là một ngày nữa à, <laughs> bây giờ nếu mà nói là thắng lợi nữa thì mấy anh em thân ukraine lại bảo là 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 trang trí biết nói tốt cho nga thôi nhưng mà tôi cũng chờ một cơ hội chiến thắng của ukraine lắm để tôi khen một ngày chiến thắng ukraine không phải không nữa các bạn ạ cái đấy mất cái gì đâu chả mất gì cả đấy, nhưng mà rõ ràng là lại thêm một ngày thắng lợi nữa của ukraine ờ uh, của nga đúng không ạ còn có ngày tôi đã từng nói là một ngày thành công của ukraine trong việc cầm chân nga làm gì rất công tâm nhưng không phải là không đâu bạn nhá. Mặc dù là cái cái giọng điệu của tôi thì uh, tôi có vẻ hướng về hướng nước nga. Cái việc đấy thì nó là tình cảm một cách tự nhiên thôi mà bạn. Cái đấy không có gì cả. Đúng không ạ? Nhưng mà tôi không bao giờ tôi nói tốt quá cho nga đâu bạn nhớ như thế. Tất cả những cái thứ mà mình nói thì mình dựa theo sự thật mà. Tức là chúng ta cũng sống đủ tuổi để mà cảm thấy sự thật nó mới là cái điều quan trọng nhất. Đúng không ạ? Chứ còn nếu chúng ta còn trẻ trâu thì chúng ta mới quan trọng là dùng mấy cái ba tắc lưỡi để, để thu hút view thu hút like chứ còn một trong những cái điều mà tôi xuất hiện ở trên Youtube là bởi vì tôi muốn vạch trần nhiều sự thật ra. Chứ còn nếu đã có người nói sự thật rồi thì chắc chắn là tôi không có trên Youtube rồi bạn nhớ. Đấy, và như vậy là gì? Trong uh, nội đô thì lại một ngày có thể nói là gần như hoành tráng nhất. Nói thẳng ra như là hoành tráng nhất đấy các bạn ạ. Từ đầu tuần đến giờ đấy. Và cũng có thể nói hoành tráng nhất từ trước đến giờ nếu mà tôi cá nhân tôi đánh giá như thế bởi vì tại sao mà họ lại có thể tấn công áp sát vào được tận trong sát chân tường của những tòa nhà còn lại đúng không ạ đấy, và um, có thể hoành tráng nhất trong cái khía cạnh là 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 về lãnh thổ đúng không ạ lấn rất sâu rất xa vượt qua rất nhiều chiến tuyến nguy hiểm để tuyến sát vào từ ít nhất là từ phía Bắc và phía đông đấy phía Đông Nam đấy, và tạo lên những cái uy hiếp rất là quan trọng đối với lại cái 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 cái, cái gốc ở góc ở phía Nam đúng không ạ các góc phía nam và cái làng Ivaneska bên ngoài. Đấy, còn tuy nhiên thì phía trên Ukraine lại đạt được một số những thành tựu ở phía trên, tức là họ đẩy ra Nga khỏi xa con đường một tí. thì đối với con đường nó không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ cái ý nghĩa của cái việc đẩy lên là gì? Họ bọc được sườn cho phía bắc của làng Kromov. Đấy, và như vậy Kromov nó vẫn đứng vững. Kromov mà nó đứng vững thì cái bác mút này nó vẫn đứng vững mặc dù nó nó giật dẹo đúng không ạ? Anh em trong đấy không đủ ăn, họ sẽ giật dẹo thôi. Chứ còn tất nhiên là giật dẹo như thế thì cũng không lâu được, không tồn tại lâu được cho nên là nếu có tồn tại thì nó cũng chỉ tính theo tuần thôi không thể nào theo tháng được à đấy toàn cảnh đấy là à, trong nội đô còn bên ngoài thì phía nga tiếp tục tiến về phía này và họ tấn công ra đây họ bọc ra đến bờ sông rồi như vậy là cái việc mà chúng ta tưởng là rất khó cuối cùng là nó thành sự thật đúng không ạ ở trên hướng trên này nếu mà nga tiến ra đây bây giờ họ găm bờ sông và phía bắc họ găm được cái khu này nữa thì chắc chắn là rất khó để ukraine có thể phản công mà nếu như trong những ngày tới họ đánh bật được ukraine khỏi cái thị trấn giao tranh từ rất lâu này rồi nữa thì càng nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm nhất là gì? Bây giờ họ ra bờ sông rồi họ sẽ chiếm được cao điểm ở đây rồi. Họ có cao điểm để đọ với cao điểm của Ukraine ở đây. Đấy. Ukraine đóng dọc theo bờ sông này mà. Đó là toàn bộ cái chuyên tuyến cao điểm của họ. Cho nên khi bây giờ mà hai bên có cao điểm với nhau rồi thì nga sẽ có lợi thế, đúng không ạ? Sẽ có lợi thế. Như vậy là nếu như họ tiến xuống đây mà họ lấy được cái thành này, với việc họ đang ép sát để họ chiếm thành này thì như vậy rõ ràng là hai thành này rất có nguy cơ bị thất thủ, như chơi đấy mặc dù là hai thành này được ukraine ưu tiên củng cố rất nhiều bạn nhé à, nhưng mà tuy nhiên là cái, các cái tuyến tiếp tế của họ qua sông mà nó gặp rất nhiều khó khăn đấy, và quân nga thì đã bao vây găm cái quân ukraine ở cái thành này rất lâu rồi hôm qua thì họ đã triệt phá rất nhiều cái, cái, cái đoàn tiếp tế của ukraine từ trong hướng thành này ra từ phía dưới lên thành này để đi ra cứu cái cung đường ở đây đấy, cho nên là khu vực này ukraine thiệt hại rất nặng Thôi, bây giờ đến chiến tuyến nào mà nó có cái thông tin tốt lành cho Ukraine một tí để cho nó cân đối lại cuộc chơi nhỉ. Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm qua toàn chiến tuyến ở ở vùng Đốt Nhét, quân Ukraine thiệt hại 355 người, 18 xe bọc thép các loại và 5 khẩu pháo. Đấy, một cái con số rất là bình thường trong những cái thời gian gần đây. Chúng ta đến với chiến trường Adipka. Đây, Adipka thì quân Nga tiếp tục đẩy quân Ukraine xa thêm một đoạn ở cái khu vực này và họ chiếm được uh, rất nhiều đây từ cái phía trên tuyến đường trên này tới đận đây Đấy, đây là khu rất quan trọng nhìn thì bây giờ nó như thế thôi nhưng mà các bạn cứ để ý nhá các bạn cứ để ý là nếu như mà ở một cái chiến tuyến nào mà nó không diễn ra những cái giao tranh rồn rập um, kiểu như là siết chặt vòng vây ấy thì nga cứ dần dần mà họ cứ làm như này thì đến một thời điểm nó rất to Đấy, và bây giờ quân nga theo như ukraine họ nói là đang giao tranh ở khu vực này rồi giao tranh khu vực này và các mũi tiến công của Nga lại bắt đầu quay ngược đẩy hướng về phía này để đẩy cái quân Ukraine ra khỏi cái cái cung đường sắt này. Các hướng tấn công của họ bắt đầu vòng lên trên, vòng ra đằng sau. Đấy. Và họ đạt được thêm một tí ở khu vực này. Phản công, Nga phản công ngược lại chỗ này, đúng không ạ? Phía trên họ cũng phản công ngược lại chỗ này. Đấy. Như vậy là ý đồ của Nga tôi vẫn nói lại luôn, đúng không ạ? Họ vẫn mong muốn thiết lập một cái gọng kìm ra đây. Đấy, và mới một gọng kìm như thế thì vẫn có thể vừa Quay lên để bao vây ngược lên phía trên đúng không? Đánh thốc vào trong khu hậu cần Phía trong rồi là tấn công Ra phía ngoài để tiêu diệt Mấy cái thành này và để mà bao vây toàn bộ Adipka Với những cái việc mà diễn biến như này ấy Thì tôi khẳng định một điều rằng là những thứ mà Nga đang làm Adipka ấy, Không phải là họ đang cố lấy Adipka Khẳng định là như thế luôn bạn ạ Nếu chúng ta nhìn quan sát Thực ra không phải là do cái trình độ gì Quan trọng chúng ta cứ quan sát lâu Chúng ta tự tìm hiểu ra cái quy luật của Nga thôi Đấy, Họ đang cố bao vây Adipka và ở những cái diễn biến ở phía dưới họ cũng đang mong muốn làm đấy thì rõ ràng phía dưới họ cũng đang mong muốn làm cái điều này này đấy, phía trên họ đang mong muốn làm như điều này họ muốn kéo dài cái gọng kìm ra đúng không ạ và liên tiếp tạo ra những gọng kìm trên gọng kìm đấy, cứ mỗi lần như này thì nó xong một gọng kìm đúng không ạ và nó tạo ra rất nhiều những cái gọng kìm ở trên toàn trên tuyến dần dần là cứ xong gọng kìm này thì nó lại sẽ đến gọng kìm ở phía sau của nó đằng đằng sau phía sau đấy, như vậy là rõ ràng là ở đây thì, uh, thì Nga thay đổi uh, trận địa ở đây này, ở đây họ cũng tiến được thêm một đoạn khá xa vào sát cái làng ở trên đấy. Giờ bản đồ nó sẽ tầm như này. Có nghĩa là nó mỗi ngày họ tiến được một tí gần sát vào cái chiến tuyến của cái làng này rồi. Và đến một thời điểm thì họ sẽ tung ra một đòn đúng không ạ? Họ tung ra một đòn bất ngờ vào cái làng này. Đấy, ở khu vực này còn ở phía dưới cái thị trấn này thì Nga tiếp tục tiến xa thêm bao vây cái làng này. Đấy. Với việc mà họ bao vây cái làng này thì các bạn cũng thấy là rõ ràng là họ mà bao vây như này thì chúng ta nhìn thấy ngay ý đồ đúng không ạ? Là chắc chắn là xong cái làng này thì họ có cơ sở để họ tấn công để mà xử lý nốt cái thị trấn còn lại từ rất lâu rồi. Đấy ở ngay phía trên. Bởi vì ở đây nó cũng gần thành một cái gọng kìm rồi, các bạn nhìn nhé Các gọng kìm nhỏ này tấn xong thành gọng kìm lớn đúng không ạ? Gọng kìm lớn ở các nơi, trước cũng là gọng kìm nhỏ ở đây, đấy. Các bạn cứ để ý xem cứ gọng kìm lớn họ phủ lên trên xong một phát gọng kìm nhỏ. Gọng kìm nhỏ thì bao vây những gọng cái thành nhỏ đấy và những cái gọng kìm lớn thì nó bao vây những cái thành lớn. Và trên toàn trên tuyến mà nó cứ diễn ra những cái kiểu gọng kìm như này ấy, thì chắc chắn một điều là là cơn ác mộng đối với lại NATO và EU chứ không phải là chỉ riêng đối với Ukraine nữa. Nó hút rất nhiều tiền của các ông ấy vào đây, phải thực sự như thế luôn. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng đơn giản thôi, bây giờ Nga họ cứ thừa bom đạn mà, phải nói các bạn thấy họ bắn quân ở khe son đấy đúng không ạ bắn kiểu như là 10 quả bom chỉ vào hai ba ông ở đấy thôi mà họ bắn cứ như như không ấy, thì rõ ràng họ thừa đúng không thế bây giờ mình tưởng tượng ra một cái thành mà nó làm trên thớt như này vừa ở trong cái tầm pháo của các nơi vừa ở trong cái tầm bom đúng không ạ trong tầm đạn các loại thế thì một ngày mà làm sao mà không tránh cái khỏi mà nó nó tiêu hủy ở kinh khủng đúng không ạ còn phía ukraine họ bảo là cũng tiêu hủy nga cao hơn nhiều nhưng mà nếu mà không có gọng kìm như này thì làm sao mà tiêu hủy được Phải có gọng kìm thì mới tạo được trận địa pháo Mới bao vây được để mà mà trấn áp cái trận địa pháo của quân địch Với một cái gọng kìm như này ấy, thì khi Nga đã thiết lập được các cái trận địa pháo như này Thì Ukraine mà cứ mở pháo ra phát Tức là mở mồm phát là sẽ ăn vả ngay Đấy, bởi vì bây giờ các cái loại radar hiện đại bây giờ nó phản pháo rất. kinh khủng lắm đúng không ạ cho nên là đấy là lý do mà khi họ tạo ra những cái này thì họ sẽ tiêu diệt về mặt chiến thuật nhiều hơn ukraine rất nhiều nhiều người nhận định là có thời điểm lên tới gấp 20 lần Chứ không, mà cái việc đấy tôi thấy cũng bình thường Không phải quá ngạc nhiên Còn ít nhất là gấp 10 lần như Israel họ nói Đấy, bây giờ chúng ta xuống thêm Marinka này Thì lại thêm một cái gọng kìm nữa, các bạn nhìn xem này họ Rõ ràng là những gì chúng ta nhận định trong những ngày qua bây giờ nó gần trở thành hiện thực rồi Nga cứ âm thầm, âm thầm đúng không ạ Họ tạo ra, đây hôm qua họ còn tiến thêm được rất nhiều dãy nhà ở khu vực này Đây, cái khu mờ mờ giao tranh này Đấy, các mũi tiến công của họ về ba hướng. Hướng trên thì họ đã gần như án ngữ, họ đã tạo được cái gọng kìm phía trên rồi. Đấy, phía dưới bây giờ họ lên như này nữa. Thì như vậy là sớm muộn thì cái thành Marinka nó còn có chắc là 20 hoặc 15% thôi. Như kiểu là răng ông cụ 90 rồi, đúng không ạ? Chỉ động nhẹ phát là là dụng như chuối dụng rồi. Và như vậy lại thêm một gọng kìm nữa, bạn nhớ nhá Chúng ta thử quay ngược lại lên. Đấy, giữa Marinka và cái thằng cái làng bé tẹo này, nếu như mà Nga xử lý xong cái làng này, đúng không ạ? Marinka họ xong một cái khu vực như này thì bạn thấy điều gì lại xảy ra không chỉ là kìm lên phía trên mà chúng ta lại thấy là họ lại tạo lên gọng kìm ở phía dưới nữa đúng không ạ giữa hai cái chấn địa mà tôi vừa nói đấy cứ như thế này mà nó sẽ tiến đến đến hết cả cái vùng tảng ngạn sông Nepper thì lúc đấy chắc chắn Ukraine không còn người nữa đúng không ạ chắc chắn không còn người nữa đấy, và với cái kiểu cách đánh như này bạn nhé là họ tối giản được cái thiệt hại cho quân mình các bạn cứ để ý xem nếu nga mà bị ukraine phản công mạnh họ rút ngay họ không bao giờ họ đương đầu lại trừ khi nó là một cái gì mà tôi thấy là rất ít trong thời gian vừa qua cái gì nó phải tối quan trọng với họ thì họ mới cố đại lại đánh nhau đấy và thường nếu mà cố thủ lại đánh thì thường họ cố thủ lại được còn không họ sẽ rút bạn cứ để ý mà xem đấy là cái cách mà bảo toàn được mà bảo toàn để làm gì bảo toàn để mà đến một thời điểm răng nó rụng nó nó, nó lung lay nhổ thôi đúng không ạ rõ ràng các bạn nhìn xem đấy mình không biết gì về quân sự mình có thể nhìn thấy một điều là là nga liên tục cứ dần dần họ mở ra các cái cái cái, cái răng cái răng dần dần mới là thành dạng gọng kìm đấy và như này là quân uk về kẻ mặt trận địa nhá và kể cả mặt tâm lý bạn ạ họ cũng không muốn rời bạn nhớ một điều đấy nếu giả sử đây chỉ là một cái nơi đóng quân của một cái đơn vị thôi thì họ sẽ sẽ có thể rút đi đúng không ạ nhưng mà cái ác của nga là gì họ luôn vây ở những cái thị trấn đấy. những cái thị trấn mà trông nó rất là 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 là, là nhộn nhịp như này khiến cho Ukraine không thể bỏ đi. Bạn nhớ từ đầu giờ Ukraine chưa bao giờ từ bỏ bất cứ một cái gì liên quan đến lãnh thổ mà nó có dân cả. Cái đấy là một trong những cái điểm dở của họ, đúng không ạ? Và như vậy là mỗi một lần như thế thì Nga lại được khai thác được cái việc như vậy của họ. Tôi thấy cái điều này <laughs> Nga lặp đi lặp lại từ đầu trận đấu giờ mà họ bây giờ vẫn lạm dụng cái việc đấy. Mà tất nhiên rồi nó vẫn hiệu quả. Đấy, bây giờ chúng ta lại xuống ở Marinka ngay đấy một tí. Hôm qua Nga lại tiếp tục tiến ra khu vực này, đằng sau cái làng này. Đây, như này cộng mấy cánh quân của họ tiến như vừa trên đấy đúng không ạ lại thêm gọng kìm ở phía dưới nữa các bạn để ý xem với việc mà nga hôm qua bất ngờ họ đột phá ra phía ngoài này này đấy thì thứ nhất là họ có thể bao vây cái làng này này đấy thứ hai là các bạn nhìn xem đúng không ạ bây giờ cái mũi tấn công của nga ngày nào cũng ở đây dí vào phía trên này bây giờ chắc chắn những ngày tới nhìn từ đây ra rất chống trải các bạn sẽ thấy là nga sẽ tấn công ở đây đúng không ạ sẽ tấn công ở đây và họ lại bắt đầu bao vây một cái toàn bộ cái chuỗi khu vực này của Ukraine tiếp nữa. Đấy, như vậy là gì? Nó sẽ có rất nhiều gọng kìm cùng lúc. Tại sao nó cùng lúc như thế mà nó cứ rèn dứ, nó không kết thúc đúng không ạ? Là để khi kết thúc phát thì nó dụng toàn bộ luôn. Nó dụng toàn bộ mà nó sẽ mở màn ra một cuộc tổng tiến công đúng không ạ? Đấy, rất nguy hiểm đối với Ukraine. Trong toàn mặt trận hôm qua thì ở phía này rất yên ắng. Chỉ có hoạt động giao tranh mang tính chất là là thăm dò và kể cả về vấn đề pháo kích của Nga cũng giảm đi ngoài việc là họ ném bom lớn để vào các cái, cái tòa nhà ở đây thôi chứ còn không có những hoạt động khác Ukraine cũng mở vài cuộc tấn công nhỏ ở uh, vào phía này Đấy. mang tính chất thăm dò giống như mọi lần không đáng kể và khu này hôm qua Ukraine thiệt hại chỉ có 35 người thôi Đấy là theo Bộ Quốc phòng Nga thông báo và như những cái diễn biến trên dọc cái 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 chiến tuyến ở phía Donetsk này đúng không ạ từ chúng ta vừa phân tích từ Adipka cho tới vùng dưới này thì chúng ta có thể thấy một điều rằng là rõ ràng nó báo hiệu một dấu hiệu là nga sắp sửa có những cái 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 động thái cực kỳ lớn ở khu vực này đúng không ạ toàn bộ cái chiến tuyến này có thể là họ nhân cơ hội này họ sẽ một là nếu như có hoạt động tổng phản công đúng không ạ nếu mà không có tổng phản công thì họ sẽ tấn công để họ thu hồi lại làm phẳng toàn bộ cái trận địa này đúng không ạ và tiến tới mở thêm cái, lại mở lại các cái gọng kỳ mới lấn thân thêm vào đúng không ạ cái việc đấy tôi thấy là một cái chiến lược rất hợp lý nhiều người cứ nói rằng là nga phải nhanh lên không thì thì, thì thiệt hại mới các thứ nhé nếu như bạn hiểu kỹ một điều ấy thì vấn đề nó ngược lại vấn đề là trừ khi nga phải đối mặt với việc tổng động viên này tổng động viên và và dạng dạn như kiểu là quân phiệt cái đất nước lên đấy thì họ mới phải làm gấp Đấy, còn không bây giờ kinh tế của họ vẫn bình thường à, rất nhiều anh em ngày càng nói mà càng ấy tôi càng tin một điều là xã hội của họ không có biến động đúng không ạ kinh tế không biến động đời sống không biến động và gần đây ông putin ông có ra thêm cả những cái luật mà nó mang tính chất nó kiểm soát được cái tâm lý của xã hội như thế thì chắc chắn là càng ngày họ càng họ vẫn còn giữ được đúng không ạ giữ được các vấn đề như thế thì không việc gì mà phải vội cả và những cái kiểu như vậy ấy, thì nó giúp cho nga ủng hộ được cho họ cái tiến hành cái cuộc chiến tiêu hao như này cuộc chiến tiêu hao là cuộc chiến mà nó rất nguy hiểm chúng tôi ví ví nó với cái nồi nước sôi và con ếch rồi đúng không đấy tức là cái ông ếch ông ngồi trong nồi nước nước ấy, ông ngồi lúc nó chưa đun nó rất mát đấy thì xong cứ chê cái thằng ở bên ngoài là tại sao mình ngồi trong nồi mà nó lại không biết đúng không thì cũng giống như mấy ông phương tây thôi thấy nga không tiến được xa thì cứ nghĩ là nga nga kém cỏi nga rốt đúng không nga ngố À, nhưng mà cuối cùng là nổi nước sôi thì nó cứ sôi dần lên nó cứ ấm dần lên rồi đến một thời điểm mà nó 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 nóng lên không nhảy ra được mà những cái thói quen của họ rồi nó giống như bây giờ là là phương tây và ukraine là ăn cái 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 ma túy tinh thần ấy không thể nào chấp nhận được là nga đang thua đang thắng được nữa không thể nào chấp nhận được là từ trước nay là mình thực sự mình đang thua nhưng mình không biết đúng không ạ mà thậm chí phát hiện ra rồi còn không dám chấp nhận giống như con ếch đấy nếu mà bạn đun nó từ từ ấy thì kể cả đến chết nó cũng không nhảy ra Đấy, còn nếu như bạn tự nhiên nồi nước sôi mà bạn vất vào phát thì kiểu gì nó cũng phải cố gắng nó nó đạp ra một phát để nó nhảy ra. Nếu mà thoát thì may nó thoát đúng không ạ? Nhưng mà vất ở trong đấy ấy, dần dần nó sẽ bị bị luộc lúc nào không biết. Nó giống như chiến, cái kiểu chiến tranh của Nga, phải nói thật sự là 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 là, là ác thật đúng không nhỉ? lùi ngay cái 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 kiểu ếch ra để nấu thế. Chúng ta sang vùng Japrisia. Vùng Japrisia thì hôm qua cũng là một vùng ngày khá yên ắng, không có nhiều hoạt động gì về hai bên liên quan đến trận địa vẫn là những cái cái hoạt động uh, chiến thuật của Ukraine uh, của Nga tấn công về phía Ukraine. Chúng tôi chỉ lưu ý là phía Ukraine lại bắt đầu điều thêm quân vào cái mũi này, đây cái khu vực này, họ điều thêm rất nhiều quân vào cái hướng này và tôi nghĩ là hướng này là hướng quan trọng là đúng rồi. Bởi vì họ không điều ở đây ấy, thì chắc chắn là Vuleda của họ sẽ có khả năng bị mất, đúng không ạ? Rất nhiều quân mới xuất hiện ở đây. Đấy, như vậy chắc chắn là những ngày tới sẽ có nhiều kịch hay để xem ở khu vực này đây. Vuleda đúng không ạ? không có gì đặc biệt ngoài các vụ pháo kích lẫn nhau, thiệt hại không đáng kể. Chúng ta sang vùng Kherson. À, gần như là Kherson thì bây giờ cũng không có cái gì ngoài cái cái mà à, gây nhiều tranh cãi là cái khu mà Ukraine đổ đổ bộ lên bờ sông nhưng mà à, Bây giờ thì họ vẫn thỉnh thoảng vẫn đổ bộ lên thôi bạn ạ Cũng không có gì đặc biệt cả Chỉ có khác là ngày hôm qua là là Ukraine thiệt hại ở khu vực Kherson rất cao 75 người cơ 75 người, 5 uh, xe thiết giáp, 3 khẩu pháo. Đấy, khu vực này tự nhiên là cao như thế. Cũng có thể liên quan tới cái khu vực mà mà họ đợt này họ đổ bộ lên rất nhiều. Không chỉ ở cái chỗ chỗ cầu đấy đâu bạn ạ. Không phải chỉ chỗ cầu riêng này đâu. Mà họ đổ bộ lên rất nhiều cả cái khu đảo này. Đấy, rồi là lính Nga cũng đổ bộ lên một vài người lên khu đảo. Cũng bị Ukraine bắn, nhưng mà phía Nga thì họ bắn nhiều hơn. Pháo kích và bom nhiều hơn dọc cái khu này. Nói chung đây là cái hoạt động thì tôi nghĩ rằng nó chả ảnh hưởng gì đến chiến trận. Nó là như kiểu là là hai bên thử xem ai bắn giỏi đúng không ạ? Ai làm bia đỡ đạn tốt vân vân thôi chứ còn không không có ý nghĩa gì về mặt chiến thuật. Cái điều mà tôi đáng nói ấy, thì phải nói thật là cả cái xã hội Ukraine, không chỉ xã hội mà cả cái dân mạng ấy, họ kiểu như là họ họ cảm giác như họ rất là phấn khích về một cái việc nó không đâu cả. Có những cái ông YouTuber hàng triệu người theo dõi mà ông ấy đăng những cái ảnh ông ấy gọi là À, ngày phán xét đến rồi, rồi là cái gì à, đầu cầu đã mở rồi vân vân, mà cho đến nay là ba bốn ngày rồi nó chả có cái gì nó khác cả. Sang đấy chỉ toàn đi tìm chết thôi, nhưng mà cũng rất hân hoan. Cái đấy là cái mà tôi không phải là bài kích nhưng mà tôi thấy thực sự là đáng thương, đúng không ạ? kể cả những người làm cái công tác như bọn tôi như thế thôi mà cũng có thể phấn khích vì về một cái nó ảo như thế. Mặc dù ai cũng biết rồi. Ai cũng biết một cái điều như thế, kể cả bộ quốc phòng của họ và chính mấy ông viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ, rồi là, là tình báo Anh họ cũng nói là không phải là đầu cầu, nó chỉ là sang để mà thăm dò rồi rút về vân vân thôi, rồi ăn đạn của nga thôi, nhưng mà cuối cùng là vẫn bám vào đấy để mà cung cấp ma túy cho dân chúng. Đấy mà tôi nói cái việc đấy rồi nó thành tội ác đấy, làm cho cái việc mà có người người ta nói câu gì nhỉ? tự làm cho mình ảo vọng đúng không ạ hoặc là rơi vào ảo vọng của người khác ấy, là một trong những cái điều nguy hiểm nhất Đấy, đến lúc tỉnh ngộ ra thì nó quá muộn rồi bây giờ chúng ta đến với chiến trường sivec chiến trường sivec thì cũng không có gì đặc biệt ngoài việc ukraine uh, nga nã rất nhiều bom to vào khu vực này Đấy, bom buổi sáng tôi cho các bạn xem các mũi tiến công của nga vẫn tiến từ từ vào hai hướng này và hướng từ trên xuống ở đây Đấy, các hoạt động giao tranh hai bên vẫn diết ra rất quyết liệt ở trong rừng kremina toàn bộ cái chiến tuyến Kremina lên tới Kupians thì Ukraine thiệt hại 103 người Đấy, như vậy là nó sẽ ngang bằng với những ngày trước Đấy, Ukraine, Nga vẫn tiến quân ra hướng này và Ukraine vẫn tổ chức các cái cuộc uh, phòng thủ ở đây đẩy quân nga ngược trở lại không có gì diễn biến đặc biệt ở đây ngoài các cái việc mà như tôi nói là trong những ngày gần đây nga tìm cách săn lùng những cái uh, trung tâm chỉ huy những cái À, cái cái doanh trại quân dự trữ của các cái đơn vị đóng quân của Ukraine ở ở trong chiến tuyến ở ở sát đây. Đấy, như vậy là cái đấy nó báo hiệu một điều là chắc chắn Nga sẽ tìm cách tấn công những cái đơn vị đấy. Đúng không ạ? Khi tấn công đơn vị đấy thì họ có cái cơ hội để đánh bại rất cao. Một điều đáng nói nữa là Ukraine lại tiếp tục tung quân vào để mà phản công nhằm đẩy ngược Nga trở lại cái góc này trong khi Nga mới đẩy Ukraine ra. Đấy. Hai bên lại giao tranh ác liệt ở đây. Hai cái vòng này các bạn nhìn thấy. Ý. Đấy. Ukraine tiếp tục hưng uh, nướng vào đây. Thực ra thì ở đây là một cái hướng phải nói là rất là là quan trọng bởi vì uh, nó là cái tuyến tiếp tế mà nó gần tuyến tiếp tế của nga. Cho nên Ukraine tung quân vào đây cũng là đúng thôi. Nhưng mà tôi thấy là những hành động nhỏ lẻ như này thì rất khó, đúng không ạ? Hôm qua là họ cũng có một cuộc tấn công vào hướng này nữa. À, như vậy rõ ràng là với cái kiểu tấn công như này rõ ràng là họ muốn cắt đúng không ạ? Cắt cái khu này và áp sát vào để về về cắt tiếp tế của nga ở đây. À, nhưng mà những cái kiểu nó nhỏ lẻ như này tôi thấy là nó không có tác dụng mấy, đúng không ạ? Đấy, các cái mũi tấn công của nga thì các bạn có thể thấy trên màn hình đều là các cái mũi tấn công trừ vào makivka họ có tấn công mạnh hơn còn các hướng này thì nó đều mang tính chất là 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 không thành thật. Đấy. chúng ta lên tới chiến trường cuối cùng Kupian ở Kupian thì quân ukraine lại tấn công rất nhiều mũi họ tấn công nhiều mũi ở hướng này để bao vây cắt quân nga ở đây này hướng này trên này đây là cái khu rừng mà nga vẫn cố thủ được mà nhờ cái toàn bộ cái cánh rừng và cạnh dòng sông này cho nên là Ukraine Nga đã giữ được chiến tuyến này từ cái thời điểm mà Ukraine phản công lấy lại rất nhiều khu vực ở đây. Đấy. Cho nên là đợt này Ukraine muốn tấn công ở đây tôi tôi nhìn thấy tôi thấy cảm giác là bởi vì đây còn là cái lãnh thổ cuối cùng của Kharkov mà đúng không ạ? Cho nên họ phải tìm mọi cách họ thu hồi và nếu như trong một cái cuộc phản công ấy sắp tới ấy, nếu nó có diễn ra ấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là Ukraine không cần làm gì, họ chỉ cần lấy lại mỗi một cái này thôi. Sau đó họ bảo là đã giải phóng được cốp. Như vậy là họ thành công. Đấy, mặc dù là phương Tây sẽ không thích lắm. Nhưng mà rồi đối với lại dư luận trong nước ấy, hoặc kể cả đối với dư luận quốc tế ấy, là họ có thể dùng một cái từ là giải phóng Kharkov. Đúng không ạ? cho nên nếu tôi là Ukraine mà không có nhiều sức ấy, thì đánh loạn xị ở các nơi. Sau đó là cố dấn thân vào để mà giải phóng bằng được cái khu vực này. Đúng không ạ? Nếu họ giải phóng được khu vực này thì họ sẽ có có cơ hội để mà họ tiếp tục duy trì được cuộc chiến còn hơn là nếu không không tấn công được tí nào hoặc là tấn công tổng tấn công mà lại có nguy cơ bị bẻ gãy toàn bộ đúng không ạ? cho nên là đây là một vùng tôi nghĩ là quan trọng bởi vì dù sao Khắc cốp cũng là cái tỉnh lớn thứ hai cũng coi như là cái thủ đô của thứ hai của ukraine mà Đấy, cho nên cái việc mà giải phóng và thu hồi nó mang cái ý nghĩa rất là là một cái chiến thắng chiến thắng truyền thông đúng không ạ? rất quan trọng Đấy, và như vậy nó cũng đạt được cái mục đích nhất định bởi vì uh, chắc chắn là họ cũng sẽ bị thiệt hại thôi nhưng mà cái câu chuyện là cái đấy nó không quan trọng đối với lại chính phủ của ông Zelensky đúng không ạ nếu họ làm được cái việc này thì rõ ràng là cũng là việc tốt đấy còn hơn là đi tung quân đốt cả mấy hơn trăm nghìn quân vào những cái cuộc phản công vô nghĩa mà chắc chắn cuối cùng rồi lại chính những cuộc phản công đấy nó lại là quay trở lại để mà nó thiêu đốt lại quân Ukraine đúng không ạ còn nếu ở đây thì họ làm phẳng được cái chiến tuyến này với Nga thì chắc chắn là nó sẽ an toàn hơn mặc dù là phía này bờ sông rồi đúng không ạ vân vân nó rất khó để mà họ giữ phía bên này nhưng ít nhất là mang tính chất là chiến tuyến. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa biết được những thông tin cụ thể liên quan tới kết thúc của những vụ này. Phía Nga thì họ vẫn uh, tiến hành pháo kích, uh, tiến hành bỏ bom đều đặn ở các cái khu vực uh, toàn bộ cái chiến tuyến ở trên Kubian này và khu này thì hôm qua thiệt hại như tôi vừa nói cũng ngang với mọi ngày đối với quân ukraine các bạn nào muốn biết, biết thiệt hại quân nga thì cứ vào bộ tổng tham mưu của ukraine nhá lấy con số đấy ra còn ngày nào nó cũng thế cho nên là tôi lấy mấy ngày đầu tôi cũng lấy đấy về sau tôi cũng không lấy nữa bởi vì ngày nào nó cũng giống nhau mà cho nên là nó và cái con số nó rất là điên rồ bản thân chúng tôi lấy những cảm giác nó không được tức là mình cũng không tôn trọng mình khi mình tự lấy những con số đấy để đưa ra còn con số của nga thì tất nhiên nó cũng không hoàn toàn thành thật đúng không ạ nhưng mà họ có một thì họ nói một Đấy, thì trong trường hợp đấy hoặc là ví dụ như họ có thể là có ba thì họ nói bốn ví dụ như vậy thì mình cũng có thể là có căn cứ để mình tưởng tượng ra đúng không ạ? Còn ví dụ như Ukraine họ nói là Nga chết đến 7 800 nghìn chết và bị thương không không thể chiến đấu 7 800 nghìn thì cái đấy nó không có ý nghĩa nữa. Lôi ra để nói thì nó không khác gì là là kiểu như là mình mình, 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 mình không tôn trọng vấn đề báo chí đúng không ạ? Đấy gọi là gì? Mình không tôn trọng gọi là đạo đức báo chí. Như vậy là một ngày nữa trôi qua À, gần sát đến ngày 30 tháng 4 rồi. À, ngày hôm qua Nga tạo được rất nhiều lợi thế trong chiến trường Bakhmut và một vài những lợi thế ở xung quanh các chiến trường khác. Dường như họ đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự lớn đúng không ạ? À, và như vậy là một ngày có thể nói là thành công, có thể nói thành công nhất trong tuần đi. Mình chưa nói tới những cái tuần khác nhưng mà tiến bộ phải nói là rất quan trọng đấy, vì những lần nào mà tôi nói quan trọng là là khi họ đạt được một số điểm ấy đúng không ạ? Các điểm quan trọng mới là quan trọng, còn về lãnh thổ không thì nó chưa nói lên điều gì cả nhưng mà những cái đấy nó rất quan trọng và các bạn cũng để ý xem là rồi chắc chắn là Ukraine sẽ nếu như mà 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 họ quyết giữ băng mút ấy thì họ sẽ tìm mọi giá để họ họ đẩy ra hoặc là họ giữ bằng được cái tòa nhà cao mà nó giáp với lại cái chiến tuyến của Nga mới tiến đến và cái địa địa điểm mà mấu ở dưới ấy, đúng không ạ? Còn nếu không thì chắc chắn là họ sẽ gặp nguy nguy kịch. Đấy và cái điều ấy tôi đều nói dưới hai mấu thứ nhất và mấu thứ hai rồi nhá các bạn nhá. Và nó đều xảy ra. Tức là cuối cùng là trong vòng 36 giờ đúng không ạ? Không đến 48 giờ, là Ukraine để tìm cách đều đẩy nga ra được hai cái điểm quan trọng mà nó uy hiếp trực tiếp vào thành phố của nga. Như vậy là về mặt chiến thuật, nga vẫn rất, ơ, Ukraine cũng là thành công đấy, không phải là không bạn ạ. Nếu bạn nhìn thấy những cái việc mà họ phòng thủ, họ đẩy được nga ra trong ít nhất là hai lần rồi, hai lần rồi và những ngày gần đây là họ giữ vẫn giữ được cái phía bắc ở làng Kromove. Đấy, cho nên là về mặt chiến thuật là họ thành công. Còn chúng ta không biết là cái thiệt hại hay là như nào, đúng không ạ? còn về đấy là họ thành công trên trên cái cạnh phòng thủ mà cho nên là nó không chúng ta không nhìn thấy cái sự hoành tráng nhưng có thể đó là một cái thành công mà rất quan trọng trong việc phòng thủ còn ukraine bên nga là bên tấn công đúng không ạ cho nên là những cái gì tấn công nó thay đổi trên mặt trận chúng ta nhìn thấy ngay và chúng ta thường có xu hướng hướng là chúng ta nhìn thấy những việc mà tiến công thì chúng ta nhìn nó rất là là dễ và nó mang tính chất là kích động tinh thần đúng không ạ còn cái việc mà ukraine họ giữ được cái đầu cầu phía trên cụm cồng với việc là đầu phía dưới họ đã từng đẩy Nga ra một lần rồi là trên con đường họ cũng đẩy ra một lần như vậy là đối với các bạn thân Ukraine cũng có thể tự hào đấy đấy là những cái việc họ làm làm tốt chứ không phải là không Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo